rồi những cái điều mà các bạn nên làm ấy, thì đối với ban giám đốc á, thì giám đốc á, thì cần phải biết là điều gì là điều quan trọng đối với công ty của bạn. Và các bạn ví dụ như này là các bạn phải liệt kê ra rằng là tăng số đối những cái sai lầm của ban giám đốc, là kể cả ví dụ chị giám đốc chị cũng sẽ bị sai lầm những chuyện như vậy luôn ha, là mình thấy cái gì nó cũng quan trọng hết, cái gì mình cũng muốn hết, nhưng mà thực ra là người lực có hạn, cho nên mình phải sắp xếp theo cái thứ tự ưu tiên, cái nào là cái mà mình mong muốn nhất, rồi sau đó tiếp theo, chứ không phải là tất cả mọi thứ mình vừa dồn vào một lực, mình không thể vừa vừa phát triển đội ngũ, rồi vừa vừa phát triển process được. Tức là có bốn cái P hồi xưa mà chị nói với các bạn ấy, là P đầu tiên là gì các bạn biết không? Đối với một công ty ấy, đầu tiên là people, là con người ha. People, rồi mình đến process, mình không thể build process trong lúc mình không có con người được. Mà nếu mà mình có người rồi thì sau đó mình mới build process ha. Rồi, tiếp theo nữa là một cái bạn nhân viên ấy thì phải dựa vào cái OKR của đội nhóm, tức là mỗi một bạn nhân viên đều có OKR riêng của mình nhé. Nhưng mà cái OKR đó thì nó sẽ là một cái OKR để hỗ trợ cho những cái người liên quan tới và hỗ trợ cho mình. Thì ở đây á, là mình nên làm là mình nên có những cái OKR hỗ trợ cho đội nhóm của các bạn để có thể đạt được những cái mục tiêu mình mong muốn để nhóm có thể phát triển được. Thì ví dụ quay trở lại, ví dụ như là OKR là mình có 2 triệu lượt trong cái quý một ấy, thì trong này các bạn nhân viên bảo là tôi sẽ đạt khoảng tầm 200 gì đó, tôi sẽ mong muốn tôi sẽ tăng đạt được 200. Nghe thì nó hơi là giống như là kiểu là KPI ấy, nhưng mà cái này chủ yếu là các bạn tự đặt ra thôi, chứ không có ai đặt. Còn nếu mà KPI ấy, thì quay trở lại ví dụ 2 triệu này, xong rồi có 10 bạn thì chia cho một bạn 200, xong rồi các bạn cứ kiểu chạy sấp mặt đi đấy. Nhưng mà thực ra có những bạn thì lại chuyên về làm, chị ví dụ có những bạn chuyên làm về TikTok, bạn ấy thích làm về TikTok thì mấy bạn sẽ nhận nhiều. Còn những bạn mà kiểu làm cho vui hoặc là các bạn thực sự không hứng thú thì các bạn say no luôn. Các bạn sẽ bảo rằng là trong số những cái OKR của công ty mình á, thì nó sẽ có những cái liên quan đến TikTok, có những cái liên quan đến YouTube, có những cái liên quan đến website chẳng hạn. Em sẽ nhận cái phần liên quan đến website và em sẽ cắm đầu làm cho cái đó bởi vì em thích cái đó. Còn TikTok em không có thích, đừng chi cho em, đừng có chi cho em, tại bởi vì đó không phải là điểm mạnh của em. Nó sẽ có một cái khái niệm rồi này. Đừng, các bạn đừng bắt cá leo lên cây, tại bởi vì không phải con cá nào cũng sẽ leo được lên cây cả. Mà nó như vậy nó rất là kỳ. Mình phải biết, tớ là một người leader, tớ là một người mà kiểu biết nhìn người ấy, mình phải biết là ai là người giỏi cái gì để mình đặt người ta vào đúng cái vị trí đó để người ta phát huy được đúng. Là bởi vì ví dụ như quay lại ví dụ cây trồng hình kiểu như chị đi chẳng hạn, chị không phải là một cái người cốt tốt, chị không phải là một cái người tạo ra một cái chương trình chạy mượt mà không có bốc, cho nên là cuối cùng là chị sẽ không bao giờ làm được cái chuyện đó giỏi cả. Bắt chị làm được nhưng mà cuối cùng chị không làm giỏi. Nhưng mà nếu mà cho chị làm một cái vị trí nói chuyện với con người đi ngoại giao thì chị làm rất là giỏi đấy. Thì thành ra mình phải biết rằng là chị bạn nhân viên làm chung với mình nhé, bạn đã sang giỏi cái gì thì mình sẽ đặt bạn vào đúng cái vị trí đó thì họ sẽ phát huy đúng cái giá trị của họ và họ rất là hạnh phúc để làm cái chuyện đó, và họ rất là hạnh phúc để mà đặt cái OKR liên quan đến cái chuyện đó.